Trời ơi, ở đâu vậy? Con này nó đang tấn công tôi vậy trời? Trời ơi, cứu với, có ai không? Con quái vật tấn công tôi kìa. Ôi trời ơi, ở đây làm gì mà có thêm con mấy con skim đi mũi khoan nữa vậy? Ủa, sáng sớm thường nghe cái tiếng gì ồn ào dưới người ta? Trời ơi, ở đâu nghe tụi skim đi mấy khoan này vậy? Tụi nó trăm trăm ngàn con mình luôn rồi. Ôi, cái vậy sao ấy ông bị? Ôi, bọn kia đây ơi, con chim em lưỡi khoan kìa. Ôi, nó đâu ra vậy trời? Thôi, ui ôi, còn đám đám kim đi rồi nữa. Đám đi đâu ra vậy ơi? Trời, cái đám kim đi này giờ nó bao vây nhà của mình rồi. Cái đám kim đi này nó đang định tấn công nhà của mình kìa. Ui, nó bù gì mà tao vậy? Ui, con nào chứ vậy? Ui, mấy con này nó đi mẹ mình. Giờ mình mà rớt xuống một cái là tiêu luôn á. Cái gì vậy ơi? Cái con kia, nó phá nhà mình kìa. Không. Ê. Ui, ui, cái con bao vây. Mày nè, không có phá nhà tao nữa. Ây da, đứa nào vậy? Ôi, nó khoan bánh nhà mình luôn rồi kìa, con kia. Ê, ông cho mày, ây da, trời ơi, ơi. Bọn kia bay đi nè, đâu ra vậy? Ui, chắc chắn là do ông Sầu Yên dẫn về làng rồi. Giờ nó dí theo mình quá trời ơi. Ui, đám bên này nè. Ui, cái con kia ai cho mày phá nè? Chặn mày lại à. Ui, nó phá cho mình kìa. Ê, chui xuống phòng tí nghẹ mình nhanh chui xuống đó trốn được. Mấy con KPD này bực mình nó thiệt chứ, nó phá muốn banh nhà mình luôn nè. Ê, phải vô phòng thí nghiệm kiếm cách làm tiêu diệt nó mới được. Ê, quên mất mình mới vừa có một căn phòng đặc biệt, mới vừa gọi là nghĩ gì ta, gọi là sáng tạo bên đây nè, cho các bạn xem mà. Mở cửa nào. Xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là căn phòng chế tạo. Và căn phòng này mình có thể tìm được mọi công thức để chế tạo ra những món đồ cực kỳ, gọi là cực kỳ quý hiếm à. Và công thức Minecraft sẽ không bao giờ có. Để coi. Giờ mình sẽ vô mình nghiên cứu coi có cái công thức nào mới không. Mình mới vừa kiếm được một công thức chế tạo bộ giáp Real Man nè. Giờ mình sẽ cho nó xem cái công thức trên cái màn hình ở phía trên kia kìa các bạn không. Cái màn hình màu đen đó. Giờ mình sẽ mở công thức lên này. Đó, mở công thức lên nè. Lên rồi kìa. Để ra xem thử mới được. Cuối cùng nó cũng đã hiện ra công thức mới cho mình ở đây. Đây chính là công thức chế tạo bộ giáp Real Man. Giờ mình cần ba cái mũi khoan á, một bộ giáp công nghệ bằng vàng á, chỉ là hai cái mạch điện á. Cũng khó đó nha, cũng khó kiếm á nha. Nhưng mà được rồi, mình sẽ đi kiếm là bộ giáp mình đi kiếm máy khoan chứ đi. Mình cần ba cái máy khoan. Ok, đi kiếm ba cái máy khoan đó nào. Không biết bọn kia đi nó có ở trên kia không nữa. Để mình lên thử xem thử coi. Mở ra nè. Ui, trời ơi, nó rớt xuống kêu kìa. Ui, nó còn á. Ui, ba con. Trời, vũ khí đâu qua tiêu diệt mấy con này trời. Mày này đánh tới không nè. Ui, mình nhớ trên lầu mình có vũ khí nhưng mà nó phá một banh chỗ này luôn rồi. Mày bị kẹt đó, đập mấy này ra để mình lấy đồ. Ui, đập này ra nè. Thôi, được một lóc, hai lóc. Nhảy. Rồi, được rồi, đập ra nhanh nào. Ây da, cái bọn này. Rồi, được rồi. Ui, dồi, muốn chết luôn á. Cũng lóc bắt lên tới không ta? Để thử. Nhảy lên, được rồi. Mày, ai cho lên? Được rồi, đây rồi. Mình sẽ có được một bộ giáp với vũ khí nè. Lấy bộ giáp nè, đi ra luôn. Rồi, lần này bọn mày chết với tao rồi, mấy con KPD kia. Xuống nè, nó đâu rồi, Ủa, mặc giáp xong xuống nó biến mất. Mẹ này, làm gì đây mày? Mày xuống nè, xuống liền, lì nè, ui. Chặt bọn mày nè, biến ra khỏi đây đi, bọn KPD kia. Một đứa, hai đứa, ba đứa nè, lì lợm. Trời ơi, mấy con này mệt quá đi à. Được rồi, đi kiếm đồ tao. Ơi, bọn kia mới đây, ngoài đó còn mày nè, chui. Ê, mày này né ra. Chạy thôi. Ui, đám này đâu ra nhiều vậy? Ui, nó xâm chiếm hết cái làng store mình luôn kìa. Mày nè. Ui, cái con mới khoe cái kìa, trời nó phá làng mình kìa. Ai con kia. Ui, cái đám này, mày vô đi. Ui, có con nó chuyên gì phá làng mình luôn. Mày lại nè, đánh không lại. Ui, chạy xuống phòng thí nghiệm không hiểu ơi. Ui, trời ơi, nó khoe kìa. Ui, phòng thí nghiệm không hiểu. Khoát cửa lại. Ui, trời, con kia nó phen.
Dạ, nó phá nát luôn rồi. Ui, vô đây nó lên trên cao, trời ơi, lên trên cao này mong nó sẽ không tìm thấy mình. Ui, nó đâu ai vậy? Con kia. Ui, đóng lại. Ủa, không có gì mà tên vậy anh không vậy trời. Cái phòng mấy cái gương này có nguy ổng không chịu vợ chứ trời ơi. Tên nhện đúng không vậy? Ui, khoan, máy khoan đi rồi. Ôi, cậu cũng tìm được một cái máy khoan rồi nè. Khoan nè, được rồi. Mình sẽ đi đường này lén chạy về nhà thôi. Được rồi nè, nó đã đặt được vô cái địa chỉ đầu tiên rồi. Đó, trên bảng công thức này là cái này nằm đây đúng rồi. Giờ mình chỉ cần kiếm thêm một cái máy khoan bên đây và ở giữa này là cái bộ giáp với cái quần ở đây nữa. Rồi với hai mạch điện ở bên đây. Ồ, là mình sẽ có thể chế tạo được nguyên bộ giáp Real Man rồi. Trời ơi, đi thôi. Kiếm món đồ tiếp theo mới được. Ý, nhưng mà để mình coi, mạch điện á, chắc trong phòng thí nghiệm của mình chắc có á. Để mình đi tập thử mấy cái coi. Mạch điện, mấy cái gọi là mấy cái máy móc của mình á. À, đây nè. Được rồi, để mình phá cái máy này ra coi, nó sẽ ra cho mình những gì á. Thì phá, trời ra đống gì đây, đập bể nó xong ra. Ôi, mấy cái này đâu cần, mình đâu cần mấy này. Cái này không có mạch điện rồi. Giờ thử máy bên này coi, đập bể nó coi nó sẽ ra cho mình gì á. Ôi, nó bể nè, ui, có mạch điện. Wow, cái màn hình nè, rồi cái mấy con ốc của cái máy nè. Ê, cái rượu của mình, đóng đồ vô đây. Dục. Để mình thấy mình, đây, được cái mạch điện nè. Rồi, mấy cái này dục hết đi. Được rồi, giữ lại lóc để cho mình bắt lên thôi. Đấy rồi, có được cái mạch điện tiếp theo nè. Mình chỉ cần phá những đồ trong nhà mình thôi, nhưng mà nó hơi tốn đồ thì chứ. Được rồi. Ây da, mình đã đặt vô được một cái mạch rồi. Rồi, đi đặt mấy đồ trong nhà tiếp thôi nào. Trời ơi, sao mình phá đồ nhà mình dữ vậy trời. Để ra coi, qua bên này coi. À, chắc mình sẽ đặt từ cái máy này. Máy này cũng có thể sẽ có mạch điện cho mình nè. Bả nè, ui, nó bả kìa. Ui, có mạch điện. Rồi, mấy cái này dục đi, không cần, dục hết đi. Được rồi, có. Trời ơi, mình lại nhặt vô đây. Dục. Mạch điện tiếp theo đây rồi. Trời ơi, đặt mấy cái máy này đã đi chứ. Được rồi, bên đây đúng không? Đó, bên đây nè. Rồi, được rồi đây. Đã có 3 món đồ rồi. Còn tới 4 món đồ đó. Ôi, nhanh chóng đi kiếm nè, nhanh lên. Được rồi, vô đây ta. Ê, một con kim đi lướt khoảng. Mày vô đây. Rồi, hai cái là đi thôi. Trời ơi, một đống dưới đây vậy. Ôi, bọn này nó xâm chiếm nhiều ta. Mày vô đây. Một đứa, tự dụ từng đứa lên, mình đánh từng đứa được. Mày tới phiên con này. Ây da. Rồi, đi luôn. Rồi, hai con dưới. Một con lên. Hai con mày. Rồi, vô đây. Ây da, một đứa. Mày lì nè. Rồi, xuống dưới. Ui, vậy đông vậy. Mày lì nè. Một lì. Ây da, bọn này. Đau quá. Ây, biến đi. Bọn kia mới đi, còn nào đâu. Ui, có mấy bộ giáp dưới đây nè. Rồi. Một con, còn hai con này nữa. Hai con cuối cùng, con này nữa nè. Mày nè, lì. Rồi, đây rồi, mấy bộ giáp đi rồi. Ủa, bộ giáp này, bộ giáp đúng ta. Thì để mình đập ra mình xem thử coi. À, đập ra nè, để xem coi. Ủa, hình như không phải bộ giáp này. Bên đây thử coi, này đúng không? Không luôn, màu này không phải. Còn qua đây, trời, bộ giáp này nhìn nó cồng kềnh như vậy. Xem thử coi, không phải bộ này luôn nha. Bộ này nhìn không có giống. Hình như bộ này xem thử coi, mình thấy bộ này cũng khá giống nè. Ui, hình như đúng nó rồi đó. Ủa, hình như đúng rồi, mình kiếm được nguyên một bộ luôn nè. Được rồi. Ủa, bộ này nè. Nhưng mà nhìn nó hơi khác màu chứ không sao đâu. Miễn là nhìn giống nhau thì cũng được rồi. Rồi, được 3 món tiếp theo rồi. Ủa, gần chế tạo được rồi. Còn hai món cuối cùng ơi. Ôi, hai cái máy khoan á, kiếm đâu ra đi trời ơi. Ôi, bọn này mới vừa ra tới, bọn nó kéo tới cho mình liền luôn kìa. Biến đây, bọn này cút rồi ơi, cái làng của mình giờ nó trống còn hơn là gì nữa, chẳng thấy gì xung quanh luôn á. Mày nè, mày lì vô đây, tao chém mày nè, xả mày luôn mày. Lì nè, ôi, dạ, trời ơi, bọn này đông quá vậy. Rồi, đưa cái mũi khoan cho ta, đưa cái máy khoan đây. Đập mày nè. Ui, dạ. Con mày lì nè. Vô đây, mày lì nè. Ui, hình như, ui, có một con chết gớt ra máy khoan kìa. Ui, lấy
Ui, được một máy rồi, được một máy rồi. Ui, bọn này đông quá à. Chạy. Ui, nhà anh máy không biết có mấy khoe không ta. Anh đây đi mai nhiều chắc có, ta chạy qua nhà anh mới được. Bọn này giết cây này chứ đông quá đi à, trời ơi. Nhìn lên. Đi rồi. Ủa, trên nhà máy không lẽ không có ta. Trên đây không có rồi. Giờ mình sẽ đi xuống đây kiếm thử coi coi. Có không trời, dưới đây cũng không có luôn hả. Ui, cái phòng gì đây, không được vào quá. Ý, có cái gương nè, trong đây có không ta. Ui, có mấy khoang nè, với có cả thêm khoáng sản nữa. Ủa, đúng là anh đi mai về xong là anh chỉ cất đây mà khoang nè. Ui, đỡ phá nhãn là chị ra rồi. Được rồi, mình đã có hai cái máy khoang cuối cùng rồi. Rồi, tới nơi đây rồi. Máy khoang bên đây. Ui, được rồi nè, đã đủ rồi. Giờ thì mình sẽ đầu gọi là đi chế tạo thôi. Đẹp, chuẩn bị kích ngoài cho nó ghép vô lại thành bộ giáp Real Man nè. Được rồi. Chỉnh điều chỉnh. Ui, nó đang chế tạo kìa. Trời ơi, chả có rồi. Được rồi, đi rồi. Bộ giáp Real Man đã có sở hữu được rồi nè. Đây rồi, mình đã chế tạo ra được rồi. Đảo đi. Được rồi, giờ đi lên thử cái đám KPD ngoài trên kia thôi. Mình đã biết anh được Real Man rồi nè. Và mình có thêm cái mũi khoan trên tay nữa. Ui, mình có bắn qua được mũi khoan luôn á. Ghê vậy. Là cái máy khoan này của mình nó có thể nổ hả. Để thử coi. Bum. Ui, trời ơi. Ui, lướt tới nè. Wow, mình có ăn sạch được mọi thứ luôn. Ui. Được rồi, mình sẽ khoan hết mọi thứ đi ra ngoài thôi. Ui, tên G-Man máy khoan kìa. Nó dám tấn công làng mình á. Đó kìa rồi, cái đám kia mới đi nữa. Mình sẽ tiêu diệt nó trước nè. Bum. Người lại tiếp tục gây rối và kiếm chuyện gì ta nữa hả? Real Man cái gì? Ta chính là người trong làng sinh tố đây. Ta chính là hai chị đây. Người tới đây phá làng của ta. Giờ ngươi nói ra ta sẽ tiêu diệt hết tuyệt của ngươi luôn. Và cả ngươi nữa. Được rồi, xin ảnh hưởng đến chân máy khoan. Ôi, nó bắn ra máy khoan kìa. Ây da. Rồi, được rồi. Hãy xem đây, khoan nè. Nước tới nè, ôi. Máy khoan, xả đi nè, chết đi. Trời, ai dạy, khoan ngươi nè. Trời ơi, đâu banh chạy luôn kìa. Ngươi giỡn mặt với ta thì có, biến đi, chết đi nè. Đến kia, khoan ly. Nổ đi. Trời ơi, ta sẽ không bao giờ chết đâu, chết đi nè. Khoan. Trời ơi, nó lắc, mình quá mạnh luôn. Khoan sau lưng ngươi nè. Hắn ta bị mấy khoan của mình tắm cho người rồi kìa. Ngươi còn trời, ngươi muốn gì đây? Ui, nó chạy kìa. Ui, trời ơi, mình sơ suất quá. Không để. Ui, mình tưởng hắn ta sẽ bị rồi là chết luôn rồi chứ. Bị mấy khoan của mình khoan cho người chết luôn chứ. Mà hắn ta bỏ trốn rồi. Bực mình quá, không tiêu gì được tên đó. Ui, thôi mà cái làng của mình cũng phá banh chành hết trơn rồi. Trời, bộ giáp này đúng mạnh thiệt luôn á. Thôi tạm biệt các bạn nha, mình lại phải đi sửa làng đây. Có bạn nào muốn biết đại chiến của đảo trên trời của Husky Wuggly với Catnap ai là người chiến thắng không? Nếu như bạn muốn biết hãy bấm qua video bên cạnh của mình nha. Giờ đi, mình sẽ đi qua bên video này và tạm biệt các bạn.